4 tháng quyết định vận mệnh chiếc ghế của huấn luyện viên Chu Xi. 4 tháng cùng hai giải đấu quan trọng trước mắt sẽ quyết định tương lai của huấn luyện viên Chu Xi cùng bóng đá Việt Nam. Giới hạn của sự kiên nhẫn. Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, khẳng định tiếp tục tin tưởng, ủng hộ huấn luyện viên Philip Chu Xi bất chấp thất bại ở ASEAN Cup 2023. Hay trước đó là tấm huy chương đồng tại SEA Games 32. VFF có hai lý do để không vội thay tướng. Thứ nhất, bóng đá Việt Nam sẽ có năm 2024 đầy bận rộn với nhiều giải đấu như vòng loại World Cup, vòng chung kết U23 châu Á và AFF Cup nối đuôi nhau. Mọi thay đổi đều dẫn tới hậu quả khó lường khi huấn luyện viên mới gần như không có thời gian thích nghi. Highlight Iraq 3-2 Việt Nam, trận đấu quả cảm chia tay ASEAN Cup 2023. ASEAN Cup 2023 thứ hai, VFF khẳng định hợp đồng với huấn luyện viên Chu Xi rất chặt chẽ. Có quy định từng mục tiêu cho các giải đấu cụ thể. Trọng tâm thỏa thuận đã ký giữa đôi bên nằm ở vòng loại World Cup 2026, nơi ông thầy người Pháp buộc phải đưa đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng loại 3. Ông Chu Xi vẫn tại vị đồng thời. Giải U23 châu Á 2024 diễn ra vào tháng 4 tới cũng rất quan trọng. Để thuyết phục tất cả tin vào chiến lược trẻ hóa và xây dựng lực lượng kế cận, huấn luyện viên Chu Xi cùng học trò cần có thứ hạng tốt. Ở cả hai giải đấu này, chiến lược gia 68 tuổi cùng học trò đều đang hướng đến. Chưa biết thành hay bại. Vậy nên, ông vẫn được tin tưởng. Phán quyết cả hai đích ngắm nói trên của huấn luyện viên Chu Xi đều sẽ hạ màn trong 4 tháng tới. Khởi đầu là hai trận gặp Indonesia, lần lượt vào các ngày 21 tháng 3 và 26 tháng 3 tại vòng loại 2 World Cup 2026. Sau hai lượt đấu, đội tuyển Việt Nam có 3 điểm, hơn Indonesia 2 điểm. Nếu bảo vệ được ngôi nhì sau hai trận này, cửa vào vòng loại 3 của thầy trò huấn luyện viên Chu Xi tương đối sáng sủa. Đến tháng 6, đội tuyển Việt Nam tiếp đón Philippines trên sân nhà ở lượt 5, rồi làm khách trên sân Iraq để kết thúc lượt đấu cuối. Giành một trong hai vị trí dẫn đầu, Quang Hải cùng đồng đội sẽ có mặt ở vòng loại 3. Xen giữa các trận đấu ở vòng loại 2 là vòng chung kết U23 châu Á 2024, nơi U23 Việt Nam nằm cùng bảng U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Malaysia. Khao khát của huấn luyện viên Chu Xi là giành vé dự Olympic Paris 2024. Để đạt mục tiêu, U23 Việt Nam giành một trong ba vị trí đầu tiên, vô địch, Á quân hoặc hạng 3. Nếu đứng hạng 4, U23 Việt Nam sẽ đá trận play-off với một đại diện U23 của châu Phi để tranh vé vớt. U23 Việt Nam có làm nên chuyện? Thực tế, hợp đồng của VFF với huấn luyện viên Chu Xi không có điều khoản nhất thiết phải có vé dự Olympic. Trong 4 lần dự giải trước đây, U23 Việt Nam từng một lần về nhì 2018, một lần vào tứ kết 2022, hai lần dừng bước ở vòng bảng 2016-2020. Thành tích của bóng đá trẻ Việt Nam tại sân chơi châu Á còn rất khiêm tốn khi đặt cạnh những nền bóng đá hàng hiệu như Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Uzbekistan, Iraq hay Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, huấn luyện viên Chu Xi vẫn cần thành tích tốt, tối thiểu là vượt qua vòng bảng, để củng cố niềm tin vào kế hoạch dài hạn với bóng đá Việt Nam. Highlight Việt Nam 2-4 Nhật Bản ASEAN Cup 2023. Ông đã đôn nhiều ngôi sao U23 lên đội tuyển Việt Nam, mạo hiểm trao suất đá chính. Huấn luyện viên người Pháp cũng áp dụng phương pháp cài răng lược khi sắp xếp đội tuyển quốc gia và U23 tập luyện cùng nhau, xen kẽ nhiều cầu thủ trẻ để lứa đàn anh kèm cặp. Mục tiêu chỉ có một, đó là nhanh chóng nâng tầm lứa U23, để lứa cầu thủ này trở thành hạt nhân đội tuyển trong 3 đến 5 năm tới. Cũng như lứa U23 của huấn luyện viên Park Hang-seo trước đây, dàn sao trẻ cần một cú hích giải trẻ để củng cố niềm tin và bước lên. Khi cơ hội ra sân ở V-League còn hạn chế, sân khấu U23 châu Á được đánh giá là phù hợp để ông Chu Xi giới thiệu gương mặt mới. 4 tháng và 2 giải đấu xen kẽ là thử thách cực đại với huấn luyện viên người Pháp. Sau năm đầu chỉ thử nghiệm đội hình và chơi ở những giải đấu được phép thất bại, SEA Games, ASEAN Cup, ông Chu Xi cần mang tới thành quả. Bằng không, mọi sự kiên nhẫn đều có giới hạn.